xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Hôm nay thì là em sẽ tiếp tục và đem đến cho quý anh chị một cái tân binh mới, gọi là không phải gọi là mới đâu, gọi là ti mới mà cũ, nhưng mà ti cũ mà mới. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là một cái dòng xe đến từ một thương hiệu rất là quen thuộc, xe Hyundai, và phiên bản đời của nó là đời 2024 đó. Và cái phân khúc tải thùng con này cho ra tải lưu thông là 2,4 tấn. Tuy nhiên cái thùng con xe này nó sẽ khác với cái dòng bình thường là nó ngắn hơn, nó chỉ có dài ở mức độ là tầm 3,5 m thôi, 3,5 m đến 3,6 m thôi, tùy đơn vị ra phiếu. Và không quá xa lạ đâu, đây là cái con N250, phân khúc là 2,4 tấn. Đối với cái dòng N250 á, thì nó sẽ chia ra là N250 XL và N250 phiên bản thùng 4,3 m và thùng 3,6 m. Đây 3,6 m là thường là nhiều đơn vị ra phiếu nhất, thì em nói là 3,6 m để cho nó dễ. Đó. Anh chị nào mà đi cần cái thùng ngắn á, thì chúng ta lấy con này. Anh chị nào mà cần thùng dài thì chúng ta lấy con XL. Với lại cái thời điểm mà khi anh chị mua xe nha, nay là em cập nhật vào tháng ngày cuối cùng tháng 3, thì coi như là cho tháng 4 đi ha, tháng 4 2024. Con xe dắt cái lọc nó bị cái con xe Hyundai N250 này nó đang ở mức giá cực kỳ tốt cho quý anh chị luôn. Cực kỳ tốt luôn. Đó, là nó chỉ có xem 500 thôi là anh chị đã có thể sở hữu được em xe này rồi. Vâng. Giá anh chị không tin đâu, tại vì cái thùng mưa bạc với là cái thùng mưa bạc, nếu mà so về thùng ngắn thùng dài, hai con thùng mưa bạc là thùng ngắn với thùng dài là chỉ trên là đúng 15 triệu thôi. Đó. Anh chị nghe cái giá nghe, anh chị cũng hết hồn luôn, tại vì giá rất là rẻ ha. Đó, và nếu mà anh chị nào mà thích cái dòng Hyundai, đây là cái thời điểm mà anh chị mua xe giá rẻ nhất, em đảm bảo với quý anh chị luôn. Mà đặc biệt khi mà anh chị chốt xe thích cái mẫu thùng dài 3,5 m này á, anh chị liên hệ với em đi, em cập nhật giá cho anh chị, em đảm bảo cho quý anh chị luôn, giá rẻ bất ngờ. Rẻ hơn cái thời điểm 2022 2023 chứ cũng cỡ 30-40 gì đó. Không tin đâu, nhưng con này là con đời 24 nha. Rồi, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu sơ qua một xíu về thông tin sơ bộ và cũng như là thiết kế ngoại quan của em này cho chúng ta nắm. Nói về cái dòng N250 XL, đây là cái phần nói về cái dòng N250, kể cả XL và cái phân khúc mà xe thùng ngắn thùng dài, thì nó đều sử dụng cho chúng ta là cabin lật ha, cabin đầu gù, cabin lật, thiết kế vẫn không thay đổi gì so với những năm trước đây. Nhưng mà đựng cái xe Hyundai á, nó là hàng kiểu là hàng ba cục, nhập trực tiếp tại Hàn Quốc và đóng tại nhà máy Hyundai Thành Công tại Ninh Bình. Thì Hyundai anh chị biết rồi, độ cách năm cực kỳ tốt, thiết kế ngoại quan cũng như là nội thất tuyệt vời, không có gì phải bàn cả. Đó, cách âm thì khỏi nói rồi, thiết kế gần như là nội thất của nó là đỉnh nhất trong phân khúc luôn. Đó, anh chị thấy không, thiết kế của nó là ba chỗ ngồi ha, ghế da luôn. Đây, đó, ghế da chưa bóp siêu luôn nha, chờ khách hàng về lấy xe về bóp siêu luôn. Rồi cái hệ thống trung tâm tốc lô ở đây thì chúng ta có trang bị luôn là máy lạnh, dàn lạnh, lốc nóng, lốc lạnh đầy đủ, đầu radio cũng như là vô lăng hai chấu ha. Màn hình đây. Đó, đây nè. Rất là đầy đủ. Ở trên nó trần là trần mộc da nha quý anh chị nha, trần mộc da luôn. Cơ bản là vậy thôi, nhưng mà đựng cái cần số anh chị thấy không? Tạo nhìn góc nào nó cũng đẹp. 6 số tiếng, 1 số lùi. Chìa khóa là chìa khóa cơ nha. Nghe đồn là trong năm nay là Hyundai nó sẽ có thay đổi một xíu về các phân khúc tải thùng, là nó sẽ ra tải khác xíu và nhiều loại tải hơn, và thùng nó sẽ kéo dài hơn. Thì thông tin chính xác thì em sẽ cố gắng cập nhật liên tục, cho nên là quý anh chị nào mà đang quan tâm cái dòng Hyundai á, thì nhớ đăng ký kênh để em cập nhật liên tục nha. Đó, và đây là cái kiểu thiết kế thùng phân khúc 3,5 m, thùng mua bạc tiêu chuẩn, nhìn nó hơi cục, nhưng mà nó đựng cái là nó nhỏ gọn ha. Anh chị đi luồn lách trong mấy cái đường Sài Gòn là vô tư. Nó có hai tải, tấn chính với 2,4 tấn nha. Tấn chính với 2,4 tấn, anh chị muốn lấy tải nào lấy. Thùng 3,5 m nhưng mà đóng vẫn đóng theo kiểu là 5 bửng mở bình thường. Và bên em đóng nó sẽ khác với một số đơn vị, là bên em đóng thùng ở những cái vật tư cơ bản như là cái vách ngoài á, thì vẫn là inox 430 6 dây bình thường, có bán móc thùng ha. Rồi nhưng mà được cái tôm lời. Anh này là lời ha, lời là bằng inox 430, tôm á, thì là cũng bằng inox 430 luôn, nhưng được cái là có bọc cao su ở đây. Đó, tôm mà tôm lò xo, có mấy cái ốp đây cũng bằng inox. Nhìn nó chắc chắn mà nhìn nó đẹp, nó thẩm mỹ, nó không nhiêu tiền, nói chung là nó bằng với cái thùng tiêu chuẩn luôn. Nhưng mà quan trọng là anh chị chọn đúng đơn vị thì anh chị sẽ có được những cái vật tư như thế này mà không phát sinh thêm tiền. Còn anh chị
đặt một số đơn vị mà có nó đóng xe sẵn á, là anh chị phải phát sinh thêm một ít tiền nữa, không nhiều nhưng mà chúng ta đã phát sinh thì nói chung là nó cũng không đáng ha. Đây là cái sàn là sàn sắt thôi, sàn sắt 2,5 cơ bản là như vậy. Nhưng mà em nói cho anh chị nè, ít đơn vị nào mà họ đóng thùng mà kiểu năm bẩn mà đóng theo kiểu này lắm, bởi vì người ta tiết vật tư. Tại sao? Là thường thường mấy một số nhiều đơn vị người ta đóng á, là đóng cái trụ giữa là nó sẽ đỡ luôn nguyên cái bệ của cái chuồng heo, và khúc trên là người ta cắt để làm gì, đỡ tiền sắt. Nhưng mà bên em đóng á, anh chị thấy không, là thùng 3,5 m nhưng mà vẫn đầy đủ 3 trụ nha. Trụ giữa là bự nhất, trụ giữa là bự nhất, tại vì cái trụ giữa là cái trụ để chịu tải. Thì anh chị thấy đây, nhìn là biết liền nè. Đó, một phần là bự để có thể để vừa hai con tôm, nhưng mà làm vậy thì nó lại chắc cái thùng, anh chị chở quá tải đôi khi nó cũng an tâm hơn cái phân khúc thùng kia, mà đỡ bị chẹo thùng nữa. Đó, thấy cái trụ không, của chúng ta là nâng hạ kèo luôn nè, làm ngay ống trụ với lại ống kèo với lại cái ống nâng hạ, nó làm ngay luôn, nhìn nó rất là chỉnh chu ha. Rồi, cơ bản là vậy. Xe của mình á là xe nhập, cho nên là vỏ trước vỏ sau là không đồng. Đó, đặc biệt đó trong Hyundai luôn, là xưa giờ luôn là 1,5 tấn với 2,4 tấn là đều vỏ trước vỏ sau là không đồng. Có hai vỏ sơ cua ha. Đó. Thì cơ bản thôi. Ở phía sau thùng á thì là có làm khung bao đèn. Cái lam này thì nói chung là cũng có, nhưng mà nó làm bằng sắt, sau đó nó sơn lên gọn gàng, có thêm cái cản ở phía sau. Cơ bản là đẹp. Thì đối với em này á, anh chị chuẩn bị giùm em cỡ tầm 120 đến 130 là anh chị lấy xe thoải mái. Còn anh chị muốn trả trước thấp hơn thì chúng ta sẽ bay qua một số đài như là công ty tôi hay tài chính, thì nó sẽ bay cao một xíu. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái đặc thù như là phải chứng minh thu nhập, hoặc nếu mà anh chị bay qua bên Chile nó có thể bay rất là cao, nhưng mà nó sẽ đứng gọi là đứng cà vẹt. Còn anh chị nào mà chuẩn bị cỡ tầm 120 thì vay cỡ 75% qua bên chỗ VIP băng là anh chị lấy xe thoải mái, hoặc là anh chị có tiền nhiều hơn xíu nữa cầm 150 thì chúng ta vay bên VIP là gì, hồ sơ 100% khỏi mua nhân họ luôn. Bên VIP băng vẫn phải mua thân vỏ, nhưng mà nó sẽ có khoản dây hoặc là làm tài khoản số đẹp này kia. Còn VIP nếu mà anh chị trả trước nhiều quá thì nó sẽ không có cái khoản dây, cũng không có nhân họ, nó chỉ có bảo hiểm thân vỏ thôi, với điều kiện anh chị trả trước nhiều nha. Tùy ngân hàng, tùy theo cái số tiền của anh chị thì anh em sẽ có những ngân hàng nó hỗ trợ cho vay theo mức độ đó, và đặc biệt là nó sẽ có những cái điều khoản kèm theo em đã nói rất là rõ trong video luôn, để khi mà chúng ta mua xe anh chị sẽ cân đối cái dòng tiền và những điều kiện khi chúng ta vay thì nó phù hợp với ngân hàng nào nhất, làm nó rõ ràng luôn để cho chúng ta tránh bị nhầm lẫn. Với lại em cũng không muốn là khi mà vào làm hồ sơ hai bên lại xảy ra một số những cái phát sinh nhỏ thì nó lại không vui. Đó, em nói thẳng luôn, anh chị cứ cân đối và chuẩn bị làm xe cho nó phù hợp nhất. Rồi thì giá xe thì trong năm 2024 này anh chị, con này trên dưới 500 mà không có nhiều đâu, rẻ lắm, tin đi. Cần biết chính xác giá liên hệ với em qua Zalo đi, báo cho cái giá anh chị hết hồn luôn. Dạ rồi, thì video về cái em 250 này thì nó rất là cơ bản rồi, quan trọng là em nhá cho anh chị là em nói là cái giá con này rất là rẻ, nếu mà anh chị xác nhận lấy cái thùng ngắn này nha. Và tại vì với lại thùng ngắn thùng dài đối với hai phân khúc này là nó trên nhau cũng không nhiều, tầm 15 triệu thôi, thì anh chị muốn lấy con nào lấy nha. Rồi, chào mọi người nha.